khoản fake và 1.500 vết giả mạo. Mới đây, Mark Zuckerberg đã xóa khoảng 300 tài khoản cùng nhiều các trang và nhóm trên hai nền tảng Facebook và Instagram. Đây là một phần trong cuộc thanh trừng các hành vi không trung thực trên mạng xã hội. Tổng cộng đã có 294 tài khoản, 1.509 trang và 32 nhóm trở thành nạn nhân của chiến dịch này. Các trang và tài khoản này đến từ bốn quốc gia gồm Thái Lan, Nga, Ukraine và Honduras. Chúng đã vi phạm các quy định của Facebook do được lập ra để giả mạo danh tính nhằm đánh lừa mọi người. Hành động trên của Facebook diễn ra trong bối cảnh mạng xã hội này vừa bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ xử phạt với số tiền 5 tỷ đô la Mỹ, Facebook còn phải nộp thêm 100 triệu đô la Mỹ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nhằm giải quyết các rủi ro về vấn đề quyền riêng tư trên mạng xã hội. Trước thực tế đó, ông chủ Mark Zuckerberg của Facebook đã tuyên bố rằng mạng xã hội này sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cấu trúc trong việc xây dựng và kinh doanh sản phẩm.